Mắt còn đang đả ngớp vuốt. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 98 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Anh em mình đang có mặt ở Hà Nội, phố đêm ở Hà Nội đây. Ngay trước mặt anh em mình kia là Hồ Hoàn Kiếm nha mọi người nhá. Hôm nay anh em mình xuống để thăm rùa chết toay rồi đâu thăm nữa. Anh em mình xuống để thưởng thức ẩm thực đường phố ở trong khu phố đi bộ với kia. Mình nghe nói là hình như hôm nay có chợ phiên à thầm nhầm, nó gọi là cái gì nhỉ? Hội chợ đấy. Tí nữa anh em mình sẽ dẫn mọi người đi theo nha, khá là đông đấy. Bây giờ nhanh chân không là đông mà thôi. Tí nữa thì mọi người đi vào đấy nói nhiều, đang đói rồi. Giờ anh em mình đang đi tìm quán ăn ấy, bún riêu đấy. Rất nhiều quán ăn xung quanh khu vực này nhá. Rồi. Hả? Em biết dưới này có một cái hay lắm. Cái gì? Món này không biết ngon không nhưng mà ở trên mạng ấy, người ta ăn kem xì. À kem khói gì? Tí nữa đây nhiều lắm. Tí nữa tôi cho đi. Bây giờ anh em mình đi ăn mặn trước đã. Hôm nay sẽ thưởng thức tất cả món đặc sản đường phố ở dưới khu phố đi bộ ở Hà Nội nhé mọi người nhé. Gọi là tóc giả. Tóc giả làm gì? Trong đi chơi thoải mái. Thần kinh. Món đầu tiên anh em mình thưởng thức là món bún ốc nha mọi người nhá. Mau đệ thì ăn bún riêu nên nó đợi sau. Đây ăn đi em. Ăn đi. À nhìn cũng nhìn cũng trông cũng khá là hấp dẫn đấy mọi người ạ. Nó chỉ có chỉ cái một cái là nó cảm giác nó chua chua thôi, kiểu như cà chua nhiều quá thôi. Mình không thích cà chua cho lắm. Rau thì hơi vụn chút. Thì người ta chả ăn rau thế. Nhưng mà đang đói, điên. Chả ăn rau thế. Tới lên trên mình thì chơi cái đắt. Ở đây rau đắt, thế nên là phải chia nhỏ. Tí nữa ra sẽ mình sẽ làm một thử thách cho dành cho ngành yêu cầu nó mau để mọi người là thử thách ném nó ra giữa giữa phố đi bộ. À ra đây mời tất cả mọi người nhá. Đói ăn gì ngon nhỉ? Nhưng mà thực ra cái bún này không ngon lắm. Đấy. Anh em mình vừa ăn xong bát bún rồi mọi người nhá. Bây giờ bắt đầu đi tìm địa điểm gọi là đông vui. Đấy. Nói chung là phải khẩu trang một chiếc và cho nó không khí gọi là không khí ở đây hơi ngột ngạt. Thấy ai đeo khẩu trang nên anh em mình cũng phải mua khẩu trang đeo đề phòng bệnh vậy. Virus corona. Nói là đông kinh điển nha mọi người nhá. Lần đầu tiên dẫn Mao Zê Zê đi. Mao Zê Zê đi xuống phố nhá. Đông rồi. Đây. Bây giờ bắt đầu đi sẽ vào ăn kem nha mọi người nhá. Thử kem của Hồ Gươm. Đây là món kem tươi của Hồ Gươm nhé mọi người nhá. Nó thế nào mà tươi anh? Tức là kem người ta làm bóp tươi. Đây là kem quê. Đây là kem quê. Mời mọi người nhá.
mùa đông này ăn kem phê. Ngày xưa mà mình hay lên bờ Hồ Tây ấy. Ngày xưa hay lên bờ Hồ Tây để ăn kem tươi, nhưng mà kem tươi Hồ Tây ngon hơn. Kem này không ngon đâu. Chua à? Nó gần giống đấy. Tao lưu miếng. Tao lưu. Tao lưu miếng thôi. Nữa mình đi thử món kem khói nhá. Thấy kem khói nó hay phết đấy. Nhìn chắc là nguồn lắm đấy. Rồi. Bên kia là à, mày thích đi xem rùa không? Bên kia có con rùa rất to nhá. Rùa Hồ Gươm. Không biết là tối nó có mở không ấy. À, ngày xưa sinh viên mình đã từng được vào xem cụ rùa rồi. Cụ bố nằm trong bể kính ấy. Mình vào mình xem cụ nhá rồi nhá. Để mai bao để em lên cụ. Ở dưới này còn rất là nhiều rùa. À đâu, rùa tay đỏ. Hôm nay mà cho anh em mình làm tí lăng xê thì đẹp. Tôi tí bà bảo tiêu. Tí bảo không, bà tiêu không đấy. Tí bảo anh Tít làm cho bộ lăng xê ra đây ngồi chơi thôi. Trêu thế thôi, đánh câu trộm cá đây người ta bắt chết. Bắt chết. Anh em mình lượn đấy. Tí anh em mình về hồ anh tít để câu. À, coi sẽ chạy đúng không? Mọi người biết anh em mình đang chờ để làm gì không? Đố biết luôn. Rồi, đi vệ sinh nha mọi người nhá. Rồi, thật sự là xuống phố mà cảm giác thì nó chật chội rồi. Đến đi vệ sinh mà cũng phải xếp hàng dài như này. Anh em mình xếp hàng được khoảng tầm gần 5 phút rồi đấy. Mỗi phút bước lên được một tiếng, một tí. Này mà chờ ai mà đi nặng thì khả năng là thôi anh em mình đứng đây chết rét luôn. Rồi. Rồi. Đây là một hàng dài này. Ôi ơi, bước xuống. Đây, nói nhiều lại cho chú. Bên nữ kia mới đông cả. Mày chạy sang bên nữ mà đi. Đấy. À, hội chợ. Nhưng mà vẫn chưa đến ngày nha mọi người nha. Mới 7 kéo mai đấy nhỉ. Con này nó không nghe lời rồi. Đi xe vào xem cụ rùa Hồ Gươm nhưng mà không mở cửa buổi tối. Cao đấy. Ngửi rất mùi đấy. Cao. Thế phải xào phòng. Cao. Ca tan đòn. Hả? Vẫn chưa đến hội chợ. Món đánh trắng trắng kìa. À, mà giải trắng đen. Đây này. Mai mua đi để thắp hương câu cá luôn. Về cúng cụ để câu cá. Ít khói. Đồ dân tộc. Đấy. Làm cái kẹo mút kìa. Kẹo mút đấy. Mua một cái. Phải kẹo không? Phải kẹo không? Đất nặn. Phải kẹo không? Tỏi hay nặn đấy. Thế đấy kẹo. Không phải đâu. Cái này ăn được. Vậy ăn được cái ăn được cái này ăn được không ạ? Cái này ăn được nhưng mà bây giờ nó khô rồi. Không ăn được. Lúc mà nó tươi là vẫn ăn được. Con này chỉ để chơi đúng không? Rồi là để chơi. Ăn nhưng mà ăn được thật ạ. Ăn được nhưng mà bây giờ nó khô rồi. Còn cái lúc mà mình mới nặn ấy là mình ăn được, nó là vẫn ăn tốt. Nó là con gà tốt. Ừ. Ăn tốt. Con gà trọi hay là con này à? Con gà trọi. Con gà trọi. Con gà trọi.
Cho ăn thử luôn. Tuổi rồi đây. Ăn đâu? Ăn được. Ừ, ăn luôn. Để chơi thôi nhá. Cái này nó đóng váng rồi, gà này 20.000. Ăn luôn. Ăn luôn. Chơi cả chọn. Để tháp dùng cho nó khỏi dậy lại là. Ăn thử cho. Thôi các bạn. Ăn thử đâu. Anh khác gì cắn cái cục đá ấy. Ăn thừa đó. Không, không, mày ăn đi. Mày thích gà trọi, mày ăn đi. Gà ăn bắt đầu, ừ. Gà bắt đầu đánh cái gì. À, đây, đây, đây. Cho nó đứng đây đi, ra đây xe. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có hàng rồi, có hàng rồi. Có hàng rồi. Cho cháu một cốc nhiều khói nhất. Nhiều khói à? Cái này là cái gì ạ? Đấy là cũng là cái khói. Nó là cái gì mà sao khói mù mịt thế này? Khói đấy. Tại sao mà nó khói hả bác? Cái khói này nó ở đám cưới đây. À cái đá khói. À đá khói à? Cái này nó có khói nhiều nhất không? Nhiều nhất đấy. Đấy. Bác tiền là bác đóng xong cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cháu đóng trong đấy mà. Ờ, con cái đứa cháu ép suốt cày xem thế này. Cháu hay quay ở trên văn nghệ thôi. Đang bao, đúng rồi. Đây, hôm mình nhận ra được rồi. Con gái nó bảo ơi, bà tiền à? Chưa bao giờ ăn cái này. Chưa được ăn cái này à? Thử xem nào. Này, quả xe có còn không? Quả xe máy ấy. Còn không? Mắt trồng gà khóc tu tu gì à? Mỏng không? Được gói. Không, người phải thở ra mũi ạ, thở ra mũi ạ. Không biết thở hả? Hả? Thở ra lỗ mũi ạ. Mấy cái em ơi. Này, nhìn nhá, nhìn nhá. Đấy, không biết đấy rồi. Đây, cậu em ăn nhiều nữa nhá. Hình như hết khói rồi. Đây, 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 khoan phải để đóng theo. Rồi, bây giờ nhận ra. Hình như hết khói rồi. Đúng. Bên dưới nhiều khói hơn hả bà? Nhiều mà. Mình sẽ lấy cái bên dưới cho nó nhiều khói nhá. Lạnh quá. Đang lạnh. Đang sâu. Bắt đầu đang đả nó vuốt rồi. Con nó dính vào đang đả. Cái này là thực chất là nó là bỏng nhá. À bỏng, bỏng ngô thì cô nhỉ. Bỏng ngô bỏng. Ai? Bỏng. Bỏng. Mình biết cái gì của cái này rồi. Đang ở dưới nó mới có cái nước ấy. Có cái nước. Nó cái nước nó khói. Nước uống được không bạn? Tức là thế này, cái đá lạnh ấy à, khi các bác bắn kem ấy, đổ vào đây ấy là nó sẽ ngấm vào cái mình tạm gọi là bỏng đi. Mình tạm gọi là bỏng đi. Nó ngấm vào đây này. Không đi đút đậu màu. Ông nó à? Người thằng đấy. Ông nó lạnh quá là giờ bám vào cái lợn nhà cái dã của mình. Chúng ta Dính lưỡi. À chừng gặp nó. Dính lưỡi. Cái màu. Dạ anh chưa gì. Dạ. Lớp cho cháu xin khói. Anh không dính nhỉ? Xin được khói. Ui, nó không, nè. Nó cháu một tí nó thôi, mấy miếng nữa thôi. Nó kẹp hết rồi. Thôi rồi, đi rồi. Cháu không ăn hết. Ăn là cái ăn với chung hết à?
Mình chỉ ngắt ở hai cái môi bên trong này thôi. Rồi, bán này sẽ chơi quả khói to nhá. Thôi bán vẫn chưa hết khói. Bán đi cho miếng nó hết khói mất anh ạ. Thôi buốt răng lắm. Mạnh đấy là cô xin kiểu anh. À bây giờ đi thử món khác nhé mọi người nhé. Món này ăn trải nghiệm luôn. Khá là buốt răng. Cứ nhớ là bỏng. Cũng ngon ngon phết. Cười đấy nước ngọt. Đang ngon thì là gì? Đúng rồi. Bạn nào răng giả không nên ăn món này nhá. Rụng răng kìa. Rụng răng ấy. Thật sự luôn. Món này và răng giả là rụng răng này. Mày phải cắt nó ra, nó sợ nó khó ấy. Anh ăn dấu loại lên mồm ấy. Quên. Thôi đi. Đang đằng kia khá là vui nhộn nha mọi người nhá. Tiếp theo là đến chương trình ăn xúc xích và đồ nướng nha mọi người nhá. Ở đây khá là nhiều đồ gọi là đây bên này nữa. Đây là bánh gì cô nhỉ? Bánh tráng đúng không? Bánh tráng. Cháu xem một cái nhá. Ôi. Từ từ. Đặt cầm cho anh cái. Quay cái biển đấy là biết ngay bánh tráng nó làm. Không cháu cầm được mà. Rồi. Rất tiếc là mình khá là no rồi. Hả? Thịt à? Thịt xiên à? Thích thì ta xem. Cho em một xiên. Cho em một xiên. Nói thật là ở về trên Ba Vì chứ không nghe nhỉ. Chị bán hàng chị có hỏi là Mao Đệ ở đâu? Ở Ba Vì. Ba Vì có con bò vàng. Một con bò chết cả làng ăn xương. Trêu vậy thôi. Tại vì mấy thằng bạn sinh viên thời xưa của mình hay trêu anh em mình như thế. Hôm nay là thịt xiên của chị ở Bắc Giang đó. Chị Bắc Giang à? Ừ. Chị Bắc Giang sao lại bán ở dưới Hà Nội đây nhỉ? Quên. Xuống đây bán hàng. Xiên đây được rồi nhỉ? Rồi, ok em làm luôn. Mời mọi người nhá, thịt xiên rất khá là hấp dẫn. Ngon phết mọi người ạ. Nhưng mà ăn nhiều thứ quá. Bụng đang căng. Ui, bên này đầy thứ này. Bên này có cũng rất là nhiều. Ui giời. Uầy, nhiều lắm. Rất là nhiều nha. Rồi. Ăn đi. Anh ăn cái này không? Đấy á. Hả? Cái cầm đấy. Đi. Rồi anh em mình lượn vòng nữa để đi về thôi. Muộn mất rồi. Đi một vòng khá là muộn rồi. Đi. Đây là cái món bò bía. Bò bía nhỉ? À bò bía. Sao nó lại có tên là bò bía chị? Không biết từ đâu nó ra. Tên là bò bía. Đó là có những cái nó có một cái bánh đa này với cái gì giòn giòn ở trong gọi là cùi dừa ăn nó mát mát ấy, kiểu như là để lạnh đúng không chị? Mà để ăn không? Mà để ăn không? Mình thì đang ăn dở nó cái xúc xích nên là không thưởng thức bò bía. Mà để ăn không? Vì ở trong là nó có dừa với lại lạc đúng không? Vừng dừa, với vừng, dừa. Mía nữa. Pía. Pía là cái gì? Mía là cái gì? Mía là cái gì? Nó là đường mía, nhưng mà đường mía. Đây là đường mà, ra nó đường thanh mà. Đây là đường thanh của mía. Hóa ra là thế.